liều thì mới có khả năng tiêu diệt được ký sinh trùng sốt rét. Cho nên là ở những cái người mà ở trẻ em á thì tiêm nó có thể là gây đau, gây phù phổi, và đồng thời là ở trẻ em mình tiêm một cái lượng lớn quá có thể dẫn đến quá tải ở căn yếu, thì nó dẫn đến là cái áp lực mặc nhiều quá chèn lên phổi là phù phổi. Cái này phải hết sức thận trọng và theo dõi kỹ các cái hiện tượng, các cái triệu chứng của phù phổi. Cái kinh nghiệm này nếu mà được phối hợp với lại các sinh linh thì hiệu quả nó tăng lên rất nhiều, nhưng tuyệt đối cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 8 tuổi. Lý do thì khi nào học đến bài tetracycline các anh chị sẽ phải suy luận ra vấn đề này. Chất thứ hai cũng là một chất thiên nhiên là artemisinin. Artemisinin là cái chất có cấu trúc của cái dòng 7 cạnh, trong đây có một cái nhóm peroxit nội phân tử và hai cái dòng lacton cực kỳ dễ phá vỡ. Nhưng cái nhóm peroxit nội phân tử này nó giống như là peroxit oxy đó các anh chị, là nước oxy già đó nha. Thì nó dễ phóng thích ra oxy, nghĩa là nó có tính oxy hóa chất khác rất là mạnh. Và chính nhờ cái khả năng oxy hóa mạnh này mà người ta nói cơ chế tác động của nó là oxy hóa để diệt cái ký sinh trùng sốt rét, diệt tế bào sốt rét bằng cái tính oxy hóa. Rồi các bạn cái cấu trúc dòng này đọc được không? Hả? Xếp quy thực bên là lacton phải không? Đó là cái dòng này nè. Về mặt hóa tính thì có tính oxy hóa mạnh nha. Và cái nhóm peroxit này là nhóm cực kỳ không bệt phải không? Oxy già mà mình để ra hồi cái là nó không quỷ ngay cái peroxit oxy của nó, thì thằng này cũng vậy. Nếu mình đưa nó vào môi trường kiềm hoặc môi trường axit thì nó sẽ phá vỡ phóng thích oxy ra và mất tác dụng. Người ta có thể định lượng artemisinin bằng UV và HBOC đầu dòi UV, nhưng mà người ta phải phá hủy cái cấu trúc này ra để người ta tạo thêm những cái đối đôi, nó mới có cái hấp thu UV tốt thì mới là mới định lượng được ha. Hay là cái nhóm lacton trong công thức là cái nhóm mà có nhóm oxy ở trong vòng á thì nó dễ bị thủy phân. Người ta có thể khử hóa cái nhóm carbonin trong cái lacton, đó là nhóm nào? Nhóm này nha. Nhóm này thực ra bản chất của nó ban đầu nó là O á, nó đôi O. Rồi nếu như mà nó mình cho các cái nhóm este gì đó vào đây thì nó sẽ thành là OR ha. Thì cái nhóm này nếu người ta khử hóa nó thì người ta thu được cái dẫn chất gọi là dihydroartemisinin. Và dẫn chất này nếu ete hoặc este thì hoạt tính của nó mạnh hơn artemisinin ban đầu. Hiện nay một số cái dẫn chất của dihydroartemisinin được dùng để chữa trị. Nhưng một cái điều hơi bất tiện là các dẫn chất ete của dihydroartemisinin gần như không tan nước mà chỉ tan trong dầu thôi. Hiệu quả thì mạnh nhưng mà tan trong dầu, thành ra người ta sẽ phải dùng chạm thuốc tiêm dầu. Và thuốc tiêm dầu thì dễ bị bệnh nhân phản đối tại vì mỗi lần tiêm nó rất là đau. Thì may mắn là gần đây cái nghiên cứu chuyển cái dihydroartemisinin này thành một cái dạng muối ha. Dạng muối là artesunat natri, thì chất này là có hiệu quả cũng rất mạnh nhưng mà có thể tăng được nước, mình có thể làm được dịch tiêm tốt hơn. Thằng này nó có đi cái trong nó bạc proxit đó thì chắc chắn là mình không uống được mà mình chỉ dùng đường tiêm thôi ha. Thì chủ yếu là tìm ra những cái dạng tiêm nào hiệu quả nhất. Một cái tiện là artesunat thì nó chỉ có ta nó chỉ bền không bền được trong dung dịch nước. À, thường thường thì sau cái chuyện người ta sẽ điều chế với dạng bột pha tiêm chứ không điều chế với dạng nước được. Chết ngủ giờ tỉnh. Hiện nay thì người ta đang thử nghiệm một cái dẫn chất mới của dihydroartemisinin là acid acetylenic, các bạn biết vậy thôi. Thì thấy cái chất này nó có hiệu lực rất là tốt ha, còn bền trong nước, tan được trong nước.
nước mà bền trong nước so với Artesunet. Và cách đây vài năm thì nó đã bắt đầu thử đến pha 4 Revivo, chuẩn bị đưa ra thị trường rồi. Nếu hàm chuẩn chất này thành công thì cái khả năng điều trị sốt rét cũng tốt hơn. Bởi vì cho tới gần đây, cách đây 3-4 năm thì thông tin nhận được là Artemisinin vẫn chưa bị đề kháng. Và gần đây nhất thì tôi đọc một cái bài báo. Bài báo này không chính thống cho nên thông tin không tin được. Thì nó nói rằng là các nhà khoa học đặt dấu hỏi phải chăng ở Thái Lan đã xuất hiện chủng sốt rét đề kháng với Artemisinin. Nhưng mà khi mình đọc vô thì mình không có cái dữ liệu căn cứ để mình nói rằng là nó đã đề kháng. Thành ra cái bài báo này chỉ là cái thông tin để tìm hiểu thôi chứ tôi cũng chưa có tin là nó có. Thì người ta nói là cho đến bây giờ Artemisinin vẫn còn là thuốc chưa bị đề kháng duy nhất trong cái nhóm này. Còn thuốc còn lại thuốc nào cũng bị đề kháng gần hết rồi. Còn định tính định lượng thì các chị sẽ thêm. Về tác dụng thì giống như kinin, nó chỉ có giết được cái thể vô tính trong hồng cầu thôi, không giết được vô tính hồng cầu nha. Và cũng không ung dao vào, vì vậy nó chỉ dùng để cắt cơn sốt rét. Và người ta nhận thấy thời gian ký sinh trùng sạch trong máu rất là nhanh, rất là nhanh, nhưng mà tái phát lại rất là nhanh, tại vì nó không diệt được cái thể ở trong gan cho nên phát rất là nhanh. Cái mạnh của Artemisinin là cho tới giờ này chưa bị kháng và nó có hiệu lực với cả những con Sacimarum ả đa nhiều nhóm thuốc khác nhau rồi. Mesinin vẫn còn có tác dụng. Thường thường để tránh tái phát, họ cái Metformin ha, Metformin. Hiện nay thì Artemisinin vẫn dùng chủ yếu cho con Sacimarum thôi, hạn chế chỉ định cho con viêm phổi và malaria. Bởi vì nó sẽ có thể dùng nào quá có khả năng có đề kháng mà mình không lường trước được. Artemisinin cũng là một thuốc có thể dùng an toàn cho phụ nữ có thai và trẻ em cũng như là những người có bệnh về gan về thận. Một số cái tương tác thuốc cần nhớ ha. Nó kết hợp rất tốt với Metformin, vừa tăng hoạt tính và Artemisinin lên, đồng thời là vừa diệt được cái thể phân liệt ngoài hồng cầu nên vừa tái phát. Nó cũng có thể tương tác với Tetracycline và Primatin. Một điểm đặc biệt là cái Amphibimetamine này hay phối hợp với Sulfamid để tăng hiệu quả lên. Thì với Artemisinin nếu phối hợp với Amphibimetamine hay Sulfamid thì lại làm giảm hiệu quả của Artemisinin xuống. Có thể cái tương tác này làm giảm đi cái tính oxy hóa của Artemisinin. Tương tự như vậy, đây là một chất có tác dụng bằng tính oxy hóa, cho nên mình không bao giờ mình được phối hợp nó chung với những anti oxida, những cái chất mà kháng oxy hóa hết, bởi vì vào nó sẽ phá vỡ cấu trúc thằng này và không còn tác dụng nữa. Rồi mình xem một số cái dẫn chất phenolin. Cái nhân này nè các bạn nha. Cái nhân này mà nó có một số dẫn chất gồm 4 phenolin, 8 phenolin phải không? Hoặc là 4, 6 hoặc là 8 phenolin nha. Thì 8 amin phenolin là đây. Tại vì ký số 8 gắn với nhóm A, một cái chuỗi rất nhất nha. Rồi 4 amino phenolin thì gắn vào đây. 6 có gắn vào đây nhưng hiếm hơn. Và cũng phenolin nhưng dẫn chất 4 carbinol thì cái cấu trúc trên vị trí 4 này nó hơi khác một chút nha. Thì mình qua một số thuốc nữa. Primatin, đây là dẫn chất mấy phenolin đây? Những chất gì? 8 amino phenolin phải không? Và hoạt tính nó tăng mạnh nhờ có nhóm halogen ở vị trí số 7. Thì nhóm thuốc này có tính kiềm ha, tính kiềm. Các kiểm định thì các chị tự xem. Về mặt tác dụng, Primatin đặc biệt là diệt được thể phân liệt ngoài hồng cầu và diệt được cả giao tử, cho nên thuốc này không phải là thuốc cắt cơn vì nó không diệt được thể phân liệt trong hồng cầu đâu nha. Hạn chế dùng cắt
cơm mà người ta hay dùng để ngừa lây lan và phục tái phát, chống tái phát. Nhớ không? Cái trong hồng cầu thì nó vỡ ra, nó gây ra cái cơn sốt rét. Còn ở gan là thể ngoài hồng cầu thì nó không gây ra cơn sốt rét, nhưng mà nếu một thời gian nó lại phóng thích ra cái ký sinh trùng để xâm nhập vào hồng cầu và tạo cơn. Vì vậy nếu mình chỉ diệt được cái thể phân liệt trong hồng cầu mà mình không diệt được trong gan thì coi như người ta hết bệnh. Nhưng mà hết bệnh thời gian sau thì sao? Họ sẽ bị tái phát. Vì vậy ví dụ như những thuốc như kinin, như artemisinin chủ yếu là những thuốc dùng cắt cơn, trị thể phân liệt trong hồng cầu để cắt cơn. Nhưng rimatrin thì chủ yếu là chỉ trị được thể phân liệt ngoài hồng cầu, người ta dùng nó như là một thuốc chống tái phát. Ngoài ra nó còn làm diệt giao tử, cho nên dùng thuốc này thì có thể phòng chống được hiện tượng lây lan ha. Một số cái tác dụng phụ hơi nguy hiểm đó là metformin ở, nhưng mà chỉ đặc biệt trên cái chủng tộc mà thiếu glucose-6-phosphate dehydrogenase. Và rất may là ở cái Việt Nam mình thì chỉ có một vài cái nhóm dân tộc là bị thôi, chứ còn toàn thể, trên toàn thể những người Kinh thì nó chỉ là cá thể chứ không phải là một cái hiện tượng của chủng tộc. Mà cái thiếu men này ở một số nhóm cộng đồng thì nó là hiện tượng của nguyên một chủng tộc luôn. Do cái mã di truyền của người ta bị thiếu cho nên nguyên chủng tộc đó là họ thiếu cái gen này, sinh ra cơ bản là thiếu. Và trên những chủng tộc đó bị dùng thuốc phải cân nhắc cẩn thận, bởi vì thiếu men này thì không chuyển hóa thuốc được, dễ gây ngộ độc ha. Đây là thuốc không dùng cho phụ nữ mang thai. Kế tiếp loroquin, dẫn chất 4-amino retinolin. Loroquin là thuốc đầu tổng hợp đầu tiên đó các chị, tức là khi mà nghiên cứu ký tên xong thì cái chất kế tiếp tổng hợp là loroquin. Và giống như những kháng sinh hoặc loroquin mới đầu cùng với ký tên là những thuốc trị sốt rét rất tốt, nhưng gần đây một số fosibarum ở một số vùng, đặc biệt là Thái Lan và núi phía Bắc mình, đề kháng với loroquin khá nhiều. Cái đặc điểm của chloroquine là thường ta hay dùng cái dạng hydro phosphat hoặc là dihydrochloric để tạo cái dạng tan dễ trong nước. Giống như là kinin, chloroquine chỉ dùng để trị cắt cơn thôi, cắt cơn. Không trị tiệt căng cũng không ngừa tái phát được nha. Nhưng trước khi mình vào một cái vùng sốt rét, ở cái vùng đó được xác định là ký sinh trùng còn nhạy cảm với chloroquine, thì người ta sẽ cho mình những cái viên chloroquine để mình uống trong suốt thời gian mình ở trong cái vùng đó. Để làm gì? Để đảm bảo là mình không có bị nhiễm bệnh. Và khi mình ra khỏi vùng đó trong vòng tuần lễ mình vẫn phải uống thuốc để đảm bảo là mình không có mang cái con ký sinh trùng ra đi lây lan cho cộng đồng ha. Thì tác dụng phụ nó khá nhiều. Và hiện nay người ta thấy cũng rất là vui. Ý là tự nhiên vậy khi dùng chloroquine chung với một số cái chế phẩm không liên quan gì tới sốt rét hết. Ví như là verapamil, sulfadoxin thì tôi không nói rồi, tại vì đây là một kháng sinh rồi nha. Những chế phẩm không phải kháng sinh mà không liên quan gì đến sốt rét như simrohetadin là một kháng anti hộp, hay là verapamil một thuốc chống cao huyết áp. Thì tự nhiên như vậy những cái chloroquine nó bị, tức là nó tăng hiệu quả trên con falciparum và một số thuốc đề kháng với chloroquine khi mình phối hợp chung với thuốc này, cái con này nó bị diệt. Cho nên hiện nay người ta đang có cái hướng nghiên cứu là dùng chloroquine chung với một số chế phẩm như thế này để giảm đi cái sự đề kháng của chloroquine. Hay còn cái cơ chế thì vẫn chưa ra được cái cơ chế tại sao như vậy. Nhưng bằng một cách tình cờ thôi, là những đứa trẻ mà nó đang dùng simrohetadin, nó vô cái vùng sốt rét được uống chloroquine, thì người ta phát hiện, tình cờ ta phát hiện ra là trong vùng đó lúc đó bắt đầu xuất hiện cái chủng kháng với chloroquine, mà những đứa trẻ này nó uống chloroquine nó lại không bị nhiễm. Cho nên người ta mới đem đi thử hai chất đó trên in vitro, thì người ta nhận thấy là đúng là cái chủng simbarum đặc kiềm khi phối hợp với một số chất